chính giới hoảng loạn vì biến chủng mới Omicron và tính tới chuyện phong tỏa lần nữa. Nhưng liệu phong tỏa có phải thực sự làm theo khoa học? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Còn nhớ năm ngoái khi tiến sĩ Fauci thuyết phục chúng ta chuyện 15 ngày để làm chậm đà lây lan không? Giờ đã là 648 ngày rồi. Và một lần nữa, một chủng virus corona mới đã xuất đầu lộ diện và gây rắc rối. Biến chủng Omicron đã đẩy thế giới trở lại với hoảng loạn. Mặc dù hoảng loạn chính là điều mà Tổ chức Y tế Thế giới bảo chúng ta đừng làm. WHO nên nghe theo khoa học. Vì khoa học bảo phải hoảng loạn cơ mà. Ít ra theo phần lớn truyền thông dòng chính như tờ Huffington Post, Omicron lây lan với tốc độ chưa từng thấy trước đây. Chỉ trong vòng vài tuần, Omicron đã chiếm 90% tổng số ca nhiễm mới ở một số khu vực ở Mỹ, như ở chỗ tôi đây, New York. Một số người sẽ nói rằng các ca nhiễm Omicron thường nhẹ hơn. Đừng nghe bọn dị giáo đó. Vì cái khoa học này nói rằng không có bằng chứng cho thấy Omicron ít nguy hiểm hơn so với Delta. Đó là theo một nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London. Vào thời điểm đầu đại dịch, họ là một trong những nơi ủng hộ mạnh mẽ nhất phong tỏa diện rộng, nói rằng cách đó sẽ cứu được hàng triệu mạng người. Và giờ, trước nguy cơ từ Omicron, một số nước đang chuẩn bị quay về thời phong tỏa. Như Hà Lan chẳng hạn, Anh Quốc đang xem xét một lệnh giãn cách mới. Bồ Đào Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa mùa nghỉ lễ. Tức là bạn không thể ra khỏi nhà, nhưng chính phủ sẽ gửi tới nhà một chiếc mũ chóp tiệc tùng. Thị trưởng London nói rằng hạn chế mới vì biến chủng Omicron là không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi. Thật kinh ngạc với những gì chính giới có thể làm với một cái búng tay. Nhưng liệu phong tỏa có thực sự cần thiết? Liệu phong tỏa có thực sự giúp kìm chân virus corona? Đó là những vấn đề mà bạn có thể tự hỏi. Nếu bạn bắt đầu dần mất đi niềm tin vào khoa học, và tôi hy vọng bạn đừng đặt câu hỏi. Vì chúng ta không dung thứ cho bọn dị giáo. Khoa học muốn nắm. Cộng đồng khoa học hoàn toàn nhất trí, giống ý như mọi khi vậy. Kiểm chứng, phong tỏa thực sự cứu mạng người. Chúng ta đã giúp cứu hàng triệu mạng người, theo nghiên cứu kia của Đại học Hoàng gia London mà tôi đề cập lúc nãy. Phong tỏa giúp làm chậm đà lây lan của COVID-19. Thế nên khoa học mới nói, các biện pháp can thiệp, bao gồm phong tỏa, nên được xem xét áp dụng để kiểm soát đà lây lan của virus corona. Quỹ tiền tệ quốc tế thậm chí còn lập luận rằng phong tỏa có thể giúp phục hồi kinh tế nhanh hơn vì chúng làm giảm số ca nhiễm. Thế những bằng chứng hoang đường về số cửa hiệu đã sập tiệm trên các phố lớn thì sao? Đó nào phải khoa học. Đừng có đem thứ đó ra đây. Bạn không muốn phải đối mặt với quan tòa dị giáo khoa học đâu. Vậy, ai sẵn sàng tận hưởng thêm phong tỏa rồi nào? Khoan, có chuyện gì vậy? Máy gia tốc hạt CERN lại hư nữa ư? Bạn có nghe tôi nói không? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Tôi là Chris Chappell ở Thế giới song song. Tôi không muốn bạn lo lắng nhưng mà... Tôi e là bạn đang sống trong dòng thời gian kinh khủng nhất. Điểm đó chắc bạn cũng không ngạc nhiên. Tôi hack vào vũ trụ của bạn để gợi ý một cách tiếp cận rất khác so với khoa học. Cách tiếp cận mà hoàn toàn bị những chuyên gia ở vũ trụ của bạn phớt lờ vào thời gian đầu đại dịch. Tôi sẽ nói tiếp ngay sau quãng nghỉ quảng cáo. Chào mừng trở lại. Mà đây có phải là thời không mà YouTube chặn quảng cáo mọi thứ liên quan tới virus corona không? Nếu vậy thì sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể ủng hộ Chris Chappell của bạn trên trang gây quỹ Patreon. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên. Nhưng tất cả những người nói, nghe theo khoa học, chúng ta cần phong tỏa. Hóa ra, đều không nghe theo khoa học. Trước COVID, cộng đồng khoa học dòng chính phản đối ý tưởng phong tỏa diện rộng hoặc cách ly trong tình huống xảy ra đại dịch cấp toàn cầu trong tương lai. Hồi năm 2006, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng cô lập cưỡng bức và cách ly không hiệu quả và không thực tế. Cùng năm đó, một nhóm chuyên gia y tế của John Hopkins phát hiện không có quan sát mang tính lịch sử hay nghiên cứu khoa học nào
ủng hộ việc cách ly người có nguy cơ nhiễm trong khoảng thời gian lâu dài, có thể làm chậm đà lây lan của dịch cúm. Bên cạnh đó, những hệ quả tiêu cực của cách ly quy mô lớn là quá nhiều, tới mức biện pháp kiềm chế này nên bị loại bỏ, không cần phải nghiêm túc xem xét. Nhưng không chỉ mỗi cách ly. Nghiên cứu của Johns Hopkins còn đặt vấn đề về tính hiệu quả của những thứ như cách ly tự nguyện tại nhà, hạn chế đi lại, đóng cửa các sự kiện công cộng và trường học, và sử dụng khẩu trang y tế. Thậm chí trong năm 2019, ngay trước khi đại dịch tấn công, Trung tâm An ninh Y tế của Đại học Johns Hopkins và WHO đều phản đối cách ly. Theo Đại học Johns Hopkins, cách ly có thể là biện pháp can thiệp phi y dược kém hiệu quả nhất trong kiểm soát đà lây lan. WHO nói, cách ly tại nhà những cá nhân phơi nhiễm để giảm thiểu sự lây truyền không được khuyến khích vì không có cơ sở hợp lý rõ ràng cho biện pháp này và có những khó khăn có thể phải cân nhắc trong khi áp dụng. Nhưng sau khi đại dịch tấn công, khoa học đã thay đổi phải không nào? Sai rồi. Ngay cả sau đại dịch, rất nhiều nghiên cứu khoa học cũng nói rằng ngày càng lạc quan nhất, thì các biện pháp phong tỏa chỉ giúp trì hoãn sự lây lan, kiểu như 15 ngày để chậm đà lây lan. Ý tưởng ở đây là có thể làm chậm đủ lâu để các bệnh viện không bị quá tải tạm thời. Nhưng đà lây lan vẫn là không thể tránh khỏi. Nghiên cứu này phát hiện rằng phong tỏa chỉ là biện pháp phản ứng đơn thuần trước tỷ lệ tử vong vốn đã tăng cao. Ấy vậy mà, bất chấp những gì khoa học đã nói đi nói lại, rất nhiều nước đã áp dụng các biện pháp phong tỏa mạnh tay trong thời gian dài và vẫn phải chịu tỷ lệ tử vong cao. Tôi biết, điều này nghe hoàn toàn trái ngược với những gì bạn có thể đang nghe rất nhiều trên truyền thông trong thời không của bạn, như bộ phim kinh điển Ma Trận vậy. Tôi nghe đây, Slobo. Họ có tới 4 phim Ma Trận trong thời không này ư? Tôi ghét nơi này. Nhưng có một số lý do khiến người ta cổ suý cái ý tưởng về phong tỏa ấy. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ cuối. Chào mừng trở lại. Vậy tại sao chính giới vẫn cứ khăng khăng phong tỏa? Phần lớn là nhờ vào một mô hình máy tính của Đại học Hoàng gia London. Bạn còn nhớ họ không? Những người tuyên bố phong tỏa đã cứu hàng triệu mạng người ấy. Mô hình máy tính này được xây dựng bởi một nhóm do nhà dịch tễ học Neil Ferguson dẫn đầu. Mô hình của Đại học Hoàng gia dự đoán tỷ lệ tử vong cao khủng khiếp nếu không có can thiệp của chính phủ và cổ suý các chính sách phong tỏa nghiêm ngặt. Thật kỳ lạ là mọi người lại coi trọng những điều Ferguson nói, trong khi ông ta nổi tiếng là làm gì cũng sai. Trong quá khứ, Ferguson mang tiếng nặng nề vì những dự đoán liên quan tới bệnh bò điên, bệnh cừu điên, cúm gia cầm và cúm lợn. Và những dự đoán tồi đó đã khiến kinh tế nước Anh thiệt hại hàng tỷ đô la không cần thiết. Và đoán xem, mô hình COVID của ông ta cũng sai bè bét. Bản thân Ferguson cũng thừa nhận, mô hình này dựa trên một đoạn mã máy tính của một đứa trẻ 13 tuổi chưa được xác thực. Giới chuyên gia dữ liệu gọi đó là một mớ hỗn độn đầy lỗi, trông như một bát mì pasta, hơn là một chương trình được xây dựng cẩn thận. Ấy vậy mà mô hình đó đã trở thành thứ được sử dụng để giải thích cho việc phong tỏa ở rất nhiều quốc gia. Ngay cả trong bài báo nghiên cứu, Ferguson và nhóm của ông ta thừa nhận họ không tính tới những thay đổi hành vi gây ra bởi đại dịch. Nghĩa là họ đã dự đoán quá đà số ca tử vong trong mô hình gốc. Họ dự đoán quá đà số ca tử vong tới mức nào? Số ca tử vong ở tất cả các nước mà họ lập mô hình. Nếu cái khoa học làm cơ sở cho việc phong tỏa sai bé bét, tại sao chính giới trên khắp thế giới lại nghe theo? Không chỉ vì nghiên cứu của Đại học Hoàng gia, mà còn vì rất nhiều chính trị gia tin vào những gì đã diễn ra ở Trung Quốc. Họ thực sự đã nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những kẻ đã nói dối và che đậy COVID ngay từ hồi đầu. Trung Quốc cổ suý các biện pháp phong tỏa ngay từ hồi đầu đại dịch. Một cố vấn cấp cao của chính phủ Trung Quốc nói, các vị cần cô lập người dân trên diện rộng, ở bất cứ nơi nào có thể. Rất hữu dụng. Tuyên truyền của Trung Quốc bằng cách nào đó đã thuyết phục phương Tây rằng cách họ phong tỏa cả một tỉnh của Trung Quốc đã cứu thế giới khỏi virus corona. Rất nhiều chuyên gia bắt đầu xem Trung Quốc như hình mẫu cung cấp bài học sống còn cho cách ứng phó trên toàn cầu. Chiến lược phong tỏa của Trung Quốc tuy độc ác nhưng hiệu quả.
Trung Quốc đã hành động quyết liệt ở tâm dịch. Tại nơi dịch bùng phát, đây là hành động anh dũng. Hành động của Trung Quốc giúp chúng ta được an toàn hơn. Theo một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, Berkeley, Trung Quốc đã chứng minh rằng nếu đủ tàn bạo, nếu tập trung đủ nguồn lực vào đó, thì có thể thực sự trì hoãn đà lây lan. Điều này đã trở nên hấp dẫn tới mức châu Âu đã học theo một số biện pháp hạn chế ngặt nghèo nhất của Trung Quốc. Tức là, châu Âu đã học theo chính sách phong tỏa của chế độ chuyên chế, đã che đậy COVID, nói dối về số ca tử vong, và tin rằng các biện pháp phong tỏa đó có thể chống lại COVID ở châu Âu. COVID vẫn đang lây lan khắp châu Âu, chẳng phải sao? Ai mà đoán được cơ chứ? Và giờ với chủng Omicron đang lây lan, thêm nhiều khoa học xấu tệ đang được người ta truyền bá. Một báo cáo mới của nhóm cố vấn khoa học về tình trạng khẩn cấp của Anh Quốc cảnh báo về một kịch bản mà chúng ta phải đối mặt với 6.000 ca tử vong một ngày vì biến chủng Omicron. Nhưng đoán xem, nghiên cứu đó giả định Omicron cũng nguy hiểm ngang với biến chủng Delta. Chưa có bằng chứng cho việc đó, trừ khi tính nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London, cái mà có lẽ nên xem xét với cả một tô muối. Nhưng kỳ lạ là, rất nhiều người nắm quyền đang phát hiện rằng họ chẳng ngại mô hình phong tỏa chuyên chế của Trung Quốc và cả những quyền lực mà mô hình đó mang tới, đặc biệt khi họ có thể phớt lờ những hạn chế mà họ đang áp đặt lên người khác. Giới tinh anh châu Âu dường như đang dùng tiêu chuẩn kép khi nói về quy định giãn cách. Ở nước Anh, Neil Ferguson, người ủng hộ phong tỏa nhiệt thành, đã vi phạm các quy định phong tỏa để đi gặp vợ. Lãnh đạo y tế Scotland từ chức sau khi vi phạm chính quy định giãn cách bà ta đặt ra. Thủ tướng Anh Johnson đang gặp sóng gió vì nhân viên của ông bị nghi tổ chức tiệc tùng trong thời gian phong tỏa năm ngoái. Ngay cả người phụ trách điều tra những bữa tiệc diễn ra hồi phong tỏa cũng đã từ chức vì tiệc tùng hồi phong tỏa. Với những bạn đang theo dõi trong cái thời không kinh khủng nhất này, chúc may mắn. Chuyện sẽ không tốt đẹp hơn trừ khi người dân trong thời không của bạn bắt đầu tỉnh ra. Còn ở thời không của tôi thì sao ư? Chúng tôi không phong tỏa và COVID đã chấm dứt được một năm rồi. Nên chúng tôi rất ổn. Trừ việc bị người ngoài hành tinh xâm lược, ai mà đoán được việc đó cơ chứ? Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Một lần nữa tôi là Chris Chappell từ Vũ trụ Song Song. Cảm ơn đã theo dõi Chưa Tiết lộ Hoa Kỳ.